theo một chiếc máy bay để hí theo. Ý da, trời ơi, con chó mặt xệ kìa mấy bạn ơi. Ui, nó trên cái máy bay cao kìa. Ha ha, xe máy đây, xe máy đây. Thì ra là một cô bé Ly Vàng dám vào đây à. Hai người dám chiếm đoạt ngôi nhà của bé Linh Hồn hả? Em mau ra khỏi nhà của người khác đi, cả nhà lại. Ây da. Trời ơi, hai tên quái vật đỏ và xanh này dùng những tuyệt chiêu gì kinh khủng quá vậy? Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Hai các bạn, Ly Xanh lại tiếp tục đi tìm những nguyên liệu để làm bánh đây. Bóng ma ơi, em có biết dứa bạc hà ở đâu không? Em có nghe mùi ở trong cái chiếc máy bay này nè. À, chiếc máy bay này hả? Ở đâu để mình vô mình coi thử nha. Ôi trời ơi, con chó sẽ to quá vậy. Ly Vàng ra đi, Ly Vàng. Hả? Sao Ly Xanh cứ núp hoài vậy? Được rồi, để mình sẽ thêm một chiếc máy bay để hí theo. Ý da, trời ơi, con chó mặt xệ kìa mấy bạn ơi. Ui, nó trên cái máy bay cao kìa. Nó đang tấn công cái máy bay của mình bằng gỗ mới ghê chứ. Ây da, máy bay của mình mà đòi đi chiến đấu gì? Cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, những quả banh tin nít nè. Và những cục xương nữa. À, súng mèo. Trời ơi, súng mèo kìa. Mấy bạn có biết súng mèo là gì không? Ngày xưa, người ta hay ôm con mèo lên, xong rồi cầm hai chân trước của nó, xong cầm hai chân sau, bắn 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 bắn, cái con mèo nó kêu meo 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 meo, người ta gọi là súng mèo. Ý mà trời ơi, sao mà gây gắn quá vậy? À, sao đạn bay tùm lum tà la hết? Ui, súng mèo xuất hiện nữa rồi. Trời ơi, nó bắn vào những cái banh kìa. Ý dạ. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? À, bắn nãy giờ mà thẻ bài còn chưa lên nữa. Ôi trời ơi, bạn Ly Vàng ơi, bạn thuê cái máy bay này không ổn rồi. Máy bay của mình yếu lắm, lỡ nó bị bể thì sao? Không sao, không sao. Mình lo mình chiến đấu với mấy con chó con này đi nè. Trời ơi, con chó con nó mới học chữ A bờ cờ, nó còn biết bắn ra nữa kìa. Ây da. Bờ nè, O nè, W nè. Trời ơi, mới học có mấy chữ mà bày đặt ra đánh lộn hả? Mấy con chó con này hư nè. Tiệt chưa cuối, gắt lên hồn, tiêu diệt con chó này cho ta. Ây da, trời ơi. Ui, con chó này nó xuất hiện rồi. Ui, trời ơi, nó phóng điện kìa. Ê, Ly Vàng ơi, cứu. Tao bắn điện sẽ làm hư máy bay của mình đó. Hả? Con boss xuất hiện rồi kìa. Con chó này nó đi máy bay trực thăng hai cánh kìa. Wow, trời ơi, sao nó nghiêng tùm lum tà lá vậy? Giờ nó là trực thăng hai cánh mà, cho nên nó lộn mèo nó đậu xuống luôn rồi kìa. Nó cúi đầu rồi. Oh no. Trời ơi, làm sao đây? À, mấy bạn có biết máy bay trực thăng hai cánh không? Trời ơi, nó bay ghê lắm. Nó vừa nhanh nè mà nó còn chúi đầu lộn mèo nữa, khó mà chiến đấu với nó lắm. À, trời ơi, nó bắn tia laser nữa. Ui, không. Cố lên Ly Vàng ơi. Ly Vàng ráng bảo vệ máy bay của mình nha. Máy bay của mình còn để cho đi thuê để kiếm tiền nữa đó. Được rồi, bình tĩnh. Lo lái cho đàng hoàng đi, để Ly Vàng bắn cho. Dạ, trời ơi, chú đầu luôn rồi. Có chân mình rơi xuống đất bây giờ. Yeah. Con chó trên máy bay trực thăng hai cánh đã bị tiêu đời. Xem mình lấy được cái gì đây nè. Quả dứa bạc hà, ngon chưa. Rất là thơm luôn. Ui, vậy là mình đã có nguyên liệu số 4 rồi. Hay quá. Ủa, mà bóng ma em bé, sao em ngồi đây vậy? Bây giờ em bị chiếm mất nhà rồi. Nhà em là cái ngôi mộ trong này nè. Nhưng mà những cái con quái vật khác nó tới nó chiếm rồi. Em không thể nào vô nhà được. Thôi em đừng khóc nữa. Để Ly Xanh sẽ đòi lại cái nhà cho em nha. Bởi vì em đã giúp Ly Xanh chỉ chỗ cái máy bay có chứa dứa bạc hà. Nhưng bây giờ làm sao tiêu diệt được bọn quái vật này đây ta? Ba anh chàng leo núi bên kia biết cách á hả? Vậy hả? Để mình đi tìm ba anh chàng leo núi ở đây đã. Nè, ba bạn ơi. Ba bạn có biết cái mật khẩu để mở cửa vào ngôi mộ cho bé linh hồn ở dưới kia không? Biết chứ. Nó gồm có 3 số. Số đầu tiên là số 6. Số tiếp theo thì phải hỏi các anh ở giữa kìa. À, phải theo thứ tự hả? Ok. Anh ơi, vậy là số mấy vậy? À, số A. A hả? A là số... số 8. Đúng rồi. Vậy còn số cuối cùng? Số cuối cùng thì phải hỏi anh cuối cùng chứ. Anh ơi, số cuối cùng là số mấy vậy? À, số cuối cùng hả? Số cuối cùng này thì nó là một cái số.
mà đứng liền sau số 8. Số mà đứng liền sau số 8 là số mấy ta? Liền sau, liền sau luôn, vậy là 8 xong rồi tới 9. À, vậy là số 9. Mật khẩu chính là 689. Hiểu rồi, mình sẽ quay về để mình làm thôi. Rồi, ở đây có 9 số. Ở phía trên là 123, 456 nè. Vậy là bây giờ là 9 8 6. Rồi, mở đúng rồi, 3 con số. Yeah, cửa mở rồi kìa. Hay quá, hay quá. Rồi rồi, ủa nhưng mà bây giờ làm sao mình chui vô được ta? Ly Xanh phải ngủ trong giấc mơ mới có thể vào trong đó được. À, đúng rồi, bởi vì đây là linh hồn mà, mình phải mơ mình mới đi được. Ha ha, xem ai đây, xem ai đây. Thì ra là một cô bé ly vàng, dám vào đây à. Hai người dám chiếm đoạt ngôi nhà của bé linh hồn hả? Em mau ra khỏi nhà của người khác đi, trả nhà lại. Ây da. Trời ơi, hai tên quái vật đỏ và xanh này dùng những tuyệt chiêu gì kinh khủng quá vậy? Ơi, Ly Vàng chịu không nổi rồi. Ly Xanh giúp mình đi. Ok, để Ly Xanh cho. Bởi vì Ly Xanh có tuyệt chiêu dịch chuyển. Ê, dịch chuyển tức thì nè, mình đang đứng ở đây mình sẽ dịch chuyển qua chỗ kia. Như vậy mới né được những cái tên lửa này. Ở những cái đường lửa và tia sấm sét kìa. Mình mà chạy ngang qua là nó đụng mình liền, cho nên mình phải dịch chuyển. Đó là tuyệt chiêu của Ly Xanh đó. Wow, công nhận Ly Xanh giỏi chưa? Nãy giờ toàn là trốn không à. Ở mấy tập trước toàn là trốn để cho Ly Vàng chiến đấu. Nhưng mà không ngờ bây giờ Ly Vàng đã chịu thua rồi. Ly Xanh xuất hiện ra là thấy hay liền. Cố lên, cố lên. Ây da. Mỗi một bạn Ly sẽ có một tuyệt chiêu khác nhau. Ây da, đó, đám mày có sấm sét kìa. Trời ơi, con đỏ với con xanh nó hắn đổi vị trí hoài luôn. Con đỏ thì ra lửa, con xanh á thì nó lại phát ra tia sấm sét, mà nó đổi chiều qua lại kìa. Trời ơi, mình vừa chuyển không kịp là tắng liền. Ây da. Mấy bạn ơi, như Lucy nói hả, chơi cái trò này cực kỳ khó luôn. Có nhiều người chơi cả năm trời luôn mà còn chưa thắng nổi những cái vòng này luôn đó. À trời ơi, mình vừa nói xong mình cũng tắng luôn rồi. Trời ơi, còn một xíu nữa là mình thắng rồi. Gần sát lá cờ luôn rồi đó. Ôi, cố lên, cố lên. Ly Xanh sẽ làm được, Ly Xanh sẽ làm được. Cố lên, cố lên. Wow, trời ơi. Ây, con đỏ với con xanh này đổi với đổi liên tục luôn. Cũng may là Ly Xanh có thể dịch chuyển. Nếu không thì hả, cái tia lửa này nó bắn rồi. Trời ơi, còn có tia bắn nữa kìa. Wow, các người hãy trả chỗ lại cho nhà người ta. Cái nhà này là nhà của người khác, tự nhiên lại bay vào đây chiếm à. Hãy đi ra, đi ra. Trời ơi, nếu mà hả, Ly Xanh mà đụng vào tia sét hay là những cái vòng lửa sẽ tắng ngay lập tức. Dạ, cố lên, cố lên. Bọn chúng mệt rồi, bọn chúng đã bị Ly Xanh bắn đuối rồi kìa. Ly Xanh kia, người hãy ra khỏi nhà ta. Đây không phải là nhà của mấy người. Mấy người là đi ăn cướp thôi. Mấy người là người xấu. Đi ra, đi ra. Bắn viên cuối cùng. Yeah. Yêu đời hai tên người xấu. Yeah, giành được nhà cho em linh hồn rồi. Em ơi, nhà của em nè. Em vào đi, sau này không còn ai chiếm của em nữa đâu. Ôi, cảm ơn anh Ly Xanh. Anh Ly Xanh thật là tốt bụng. Ủa mà em có biết băng vĩnh cửu ở đâu không vậy? Băng ngọt vĩnh cửu hả? Anh đi qua cái ngôi nhà băng bên này nè. Bên này hả, bên này hả? Đúng rồi, anh vào trong đó đi. Cái đó gọi là pháo đài băng đó. Ok, cảm ơn em. Úi, cái gì vậy? Ha ha, coi ai vào đây. Đây là đấu trường của ta. Ta chính là phù thủy chuyên điều khiển băng. Ta có điểm băng ngọt vĩnh cửu, đừng mong ai lấy được của ta. Trời ơi, phù thủy điều khiển băng kìa mấy bạn. Cứ tưởng là nữ hoàng Elsa hả? À, trời ơi, còn biết thả ra những cái cục băng điều khiển đó nữa kìa. Trời ơi, băng còn dính mình nữa chứ. Ây da. Cái gì ghê vậy? Ly Vàng à, Ly Vàng, một cô gái mà dám chiến đấu với ta sao? Xem đây. Trời ơi, chuyện gì vậy?
tên phù thủy đó đã biến hình thành quái vật tiếp rồi. Bắn, bắn nè. Ây da, trời ơi, cái gì vậy? Ui, nó lại biến thành cái tủ lạnh rồi. Trời ơi, cái tủ lạnh là mấy bạn biết rồi đó. Thường có những viên đá và kem chuối kìa. Trời ơi, nó văng ra kìa. Đậu kem chuối rồi kem dâu nữa. Ây da, úi, còn có những cây kiếm nữa. À, rồi xong. À, bây giờ nó biến hình thành nguyên cái banh băng to khổng lồ luôn. Đè mình xẹp lép rồi. Hồi sinh. Ây da. À, công tình mình đánh gần thắng luôn rồi. Làm lại. Ừ, ta là phù thủy điều khiển băng đây. Ông bà la chì bùa. Ở những viên băng, hãy xuất hiện và dí tên ly vàng cho ta. Ôi trời, nó dí tên kìa. Wow. Trời ơi, còn có những thẻ bài nữa. Ây da, đâu ông biến hình thành cái gì vậy? Trời ơi, ây da. Wow. Có chừng. Ôi, ông móc cái gì ra vậy? Một cái chuông. À, thì ra ông thả ra con quái vật băng bao phủ vào ông điều khiển nó kìa. À, trời ơi, ây da, bây giờ không ra cái tủ lạnh nữa mà biến thành cái banh rồi. À, kìa, tủ lạnh xuất hiện. Rồi, tủ lạnh xuất hiện là những cục đá mình hay uống nước đó các bạn. Bây giờ nó trội ra rồi kìa. Ây da, trời ơi, sao tiệt chiêu này nguy hiểm quá. Nó biến thành nguyên cái trái banh, nó lăn nó đè mình đó. Wow. Ây da, không thể chịu nổi. No. Này, no. Ôi, đủ 5 thẻ bài rồi, tiệt chiêu cuối. Gắt lên hơn, hãy tấn công cái tủ lạnh cho ta. Chóng mặt quá. Ê, tình quái vật tí này đã chóng mặt rồi. Cố lên, bắn. Ây da, trời ơi, rồi. Tiệt chiêu mà lăn này mình đã rành rồi. Ui, tiệt chiêu gì mới vậy? Ây da. Ô, vụ gì vậy? Sao tự nhiên nó biến ra nữa rồi? Ha, ngươi tìm ai là ta đây? Trời, ông phù thủy đã biến thành bông tuyết rồi kìa. Trời, bây giờ còn bắn ra kem nữa chứ. Ây da. Biến thành kem ốc quế nữa. Rồi những cái ly gì vậy? Ây da. Ủa sao nhiều thứ quá vậy? Chỉ cần trúng một cái là mình bị mất một giọt liền. Trong khi mình có 4 giọt sinh mạng thôi à. No, nè, bắn nè. Này thì lì, ây da. Dừng lại, ây da. Trời ơi, cái con mắt nữa chứ. Ghê vậy. Đúng rồi, phù thủy à, muốn làm gì làm. Ui, lâu lâu còn xuất hiện ra cái con mèo hay con gì vậy. Hên là mình né kịp. Được rồi, ta sẽ bắn tiệt chiêu cuối. Đi bàn đã bắn ra sức nóng cho nên làm băng bị tan chảy ra rồi. Tên phù thủy đã thua cuộc. La la la. Cuối cùng mình cũng thu được băng ngọt vĩnh cửu rồi. Đây là nguyên liệu thứ 5 để làm ra chiếc bánh. Ui, bây giờ mình đã đủ rồi. Đủ 5 nguyên liệu mình sẽ đem về cho đầu bếp để đầu bếp chế tạo ra một chiếc bánh mà khi ăn vào thì bạn có thể hồi sinh. Đi về thôi.